là muối, chất lọc từ tháng năm qua sông dài biển rộng, còn nguyên vị ngọt đậm. Tình đôi khi là ngọc sáng hơn cả trăng rằm, rồi không dừng chợt mắt hoa nhìn trùng xa xăm. Tình đôi khi là đạn bắn vỡ lòng giá băng, khiến trái tim cầm đi nói năng. Tình đôi khi là tội lạc thầm bên gối chân, không ai ngoài chiếc bóng rõ ràng ta ăn năn. Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị đang theo dõi kênh test âm thanh của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một con âm ly huyền thoại của Anh Quốc. Con này thì được ráp tai và mạch thuần lách A, vì cho cái tiếng cực kỳ trong trẻo và sáng, chất âm nó ngọt, sáng như đèn quý vị. Nhưng mà công suất nó khỏe hơn đèn nha, đánh lách A. Và con này là dòng âm ly cổ của Anh Quốc, rất tai, đánh class A, quý vị, thuần class A, tiếng rất sáng. Con này quý vị có những đôi loa Spender cao cấp hay là những đôi Howard, những đôi tăng noi, những đôi Heco, quý vị ghép vào đánh vô cùng tuyệt vời luôn quý vị. Những đôi loa châu Âu hay những đôi loa đồng trục như thế này quý vị, cho vào cái tiếng nó trong vắt, sáng rất là hay luôn, rất là ngọt. Và con này thì nó thuộc hàng hiếm quý vị, số lượng của nó sản xuất ra nó có giới hạn trên thế giới nha. Thì em cũng bán được, em về được 2-3 con thì em bán năm rồi nha. Hôm nay về được chỉ một con thôi quý vị ha, về được chỉ một con thôi, rất là ít ỏi. Có cổng phono để thang luôn nha quý vị. Thì con này thì do nó thiết kế là hầu như là bên trong nó bằng nhôm hết quý vị, cho nên là nó cực kỳ mới quý vị, sexy sườn mặt gì đó, nói chung là nó rất mới. Những cái nút này ha, cái nút này cũng nhôm luôn nha quý vị, nó cao cấp nha quý vị, bóng loáng. Thì trên mặt nó có những cái vết lông mèo ha, những cái vết lông mèo chày nhỏ có hay không. Vỏ gỗ lạng, vỏ zin của nó rất là đẹp. Rồi bây giờ em rút bên trong cho quý vị xem ha. Tắt nha quý vị. Em có tháo ốc sẵn ở phía sau rồi ha. Em rút ra cho quý vị xem. Đây. Ruột gan bên trong thì không phải nghĩ đâu quý vị, rất là mới luôn. Đây quý vị ha. Em rút ra tới đây ha. Đánh bốn con thang của châu Âu quý vị, đánh mạch nói chung là thuần lách A. Ruột gan thì nói chung là xuất sắc luôn nha quý vị ha. Quý vị xem là những cái chỗ này xuất sắc hết ha, hai tủ rất là to. Đấy quý vị, linh kiện bên trong rất là mới luôn. Mặc dù nó đã sản xuất vào khoảng 60 năm rồi nhưng mà nó cực kỳ đẹp, quý vị xem này ha. Class A quý vị, rất hiếm luôn. Con tê xanh này rất là hiếm quý vị. Rồi thì một con âm ly ráp tai thuần class A thì bên em chia sẻ đến quý vị và các bạn với mức giá 12 triệu quý vị. 12 triệu bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị nha. Cực kỳ chất quý vị ha.
Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.